xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 31 tháng 10 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, vận may đem tới cho con giáp này nhiều cơ hội trên con đường thăng quan tiến chức. Dù là người làm công ăn lương hay hoạt động tự do, kinh doanh mua bán, nghệ thuật sáng tạo cũng có những bước tiến đáng kể trong ngày hôm nay. Tình cảm Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp Người độc thân được may mỏi giới thiệu cho người tâm đầu ý hợp để làm quen con tình cảm vợ chồng lâu năm cũng giữ được sự hòa hợp ấm êm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ khâm phục tài chính vận trình tài lộc gặp may mắn việc buôn bản kinh doanh phát tài phát lộc giúp cho những chú chuột cải thiện tốt chất lượng cuộc sống của mình cẩn trọng bị động trong nhiều tình huống cần tới khoản tiền lớn để chi trả tuổi giáp tý hãy thoải mái với những thay đổi khi chúng ta là điều cần thiết cho cuộc sống. Tuổi bính tỷ hãy nhớ rằng mọi vấn đề đều có hai mặt, thế nên đừng khô khan và quá áp đặt. Tuổi mậu tỷ sự sáng tạo mang lại những may mắn, bạn chính là người sáng tạo ra vận may cho mình. Tuổi canh tỷ tí, hãy tính tới những hiệu quả, đừng để người ta dẫn dắt khiến bạn quên mất mục đích lần đầu. Tuổi nhâm tỷ lắng nghe sẽ giúp bạn có những quyết định sáng suốt hơn, không phải ai cũng tin tưởng bạn. con số may mắn số 7, số 9 màu sắc may mắn màu vàng. quý nhân phù trợ tuổi Sửu. Hai, đối với hàng ngày của tuổi Sửu công việc, vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi, cơ hội thăng tiến ngay trước mắt mọi kế hoạch làm ăn đều được tiến triển nhanh chóng hiệu quả bản mệnh biết cách nắm bắt thế mạnh của mình và không ngừng nỗ lực để phát huy điều đó nhờ vậy mà được cấp trên cất nhắc lên những vị trí cao hơn tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều vấn đề rắc rối ngũ hành tương xung mang tới nhiều điểm bảo chẳng lành trong chuyện tình cảm của con giáp này Bản mệnh mong muốn dành nhiều tình cảm sự chân thành cho nửa kia, nhưng chẳng may lại không được đáp lại. Tài chính, vận trình ta lộc lên xuống thất thường do sự do dự, chần chừ và thiểu quyết đoán khiến cho con giáp này bỏ lỡ không ít những cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Cẩn trọng, cảm xúc thất thường dễ khiến người khác mệt mỏi vì phải cố gắng để hiểu. Tuổi ất sửu có những thứ còn giá trị đặc biệt hơn cả tiền bạc mà chính bạn cũng không nghĩ ra. Tuổi tinh sủ, bạn rụng rỉnh tiền tiêu khi mà những khó khăn ban đầu đã qua đi. Tội kỹ sủ, đừng cố che giấu những vấn đề của mình. Sự không rõ ràng khiến rắc rối tăng lên. Tội tân sủ, thuận lợi hơn về khía cạnh tiền bạc bạn được mua món đồ mình yêu thích. Tội quỹ sủ, Cuộc đời luôn cho những thăng trầm mà bạn không thể nào lường trước được, luôn có kế hoạch để phòng nhẽ. Tuổi Con số may mắn, số 9, số 11, màu sắc may mắn, màu hồng, quý nhân phù trợ. Tuổi tuất 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dân, công việc Vận trình công việc của người tuổi dân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông, người tuổi dần gặt hái được một vài thành tựu đáng kể trong con đường sự nghiệp của mình bằng tinh thần trách nhiệm cao khả năng ứng biến linh hoạt mà con giáp này có thể vượt qua nhiều thách thức trở ngại trong công việc tình cảm vận trình tình cảm hài hòa ấm êm ngũ hành tương sinh giúp cho các cặp đôi thêm trân trọng thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau hơn hạnh phúc lửa đôi đem lại những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho người trong cuộc. Tài chính, vận trình tài lộc do giàu, sự nhanh nhạy, thông minh giúp bản mệnh nắm bắt được nhiều cơ hội làm đầy tủ tiền cho mình. Cẩn trọng, việc cứng nhắc, bảo thủ và không chịu tiếp thu ý kiến của người khác dễ kiềm hãm sự phát triển của con nhấp này. Tuổi chấp dân, tránh tham lam, ôm đơm hay ưu tiên tính hiệu quả của công việc tuổi, bình dân. Bạn nên học thêm các kỹ năng tài chính cá nhân, đó là cách để bạn có cuộc sống ổn định. Tuổi, Mậu dân, càng khoe khoang, bạn càng bề dễ bị nhầm ngõ, ghen tị, hãy cẩn thận với những thông tin bạn đưa ra. Tuổi, canh dân, bạn xuất sắc ở một khía cạnh nào đó, không có nghĩa bạn xuất sắc trong mọi việc. Tuổi, nhâm dân, hãy tập trung cho hiện tại, bạn đang hoang mang và nghĩ quá nhiều. Con số may mắn số 21, số 49, màu sắc may mắn, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 4. tử vi hàng ngày của tuổi mão, công việc. Phần trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra không mấy khả quan. Đêm bảo có hòa tiểu nhân đeo bám khiến cho mọi công sức, thành quả đều bị đổ sông, đổ biển. Mặc dù bản mệnh đã rất nỗ lực trong việc giải quyết hậu quả, nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng tới những điều này tình cảm Vận trình tình cảm tương đối tốt đẹp, ngũ hành tương sinh thúc đẩy nhân duyên của những người cầm tình con mèo, gò người độc thân, mau chóng gặp được người tâm đầu ý hợp và viết nên câu chuyện tình yêu tuyệt vời. Tài chính, vận trình tài lộc tăng tiến. Ngày hôm nay, báo hiệu có nhiều khả năng nâng cao nguồn thu nhập ở người tuổi mão thông qua các công việc đang làm. Cẩn trọng, đêm báo có họa thị phi tranh chấp. Tuổi ất mão, bạn vui vì được chứng kiến sự thành công của con cái. Tuổi Đinh Mão đừng tham công tiếc việc quá mức, bạn cũng cần có thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Tuổi Kỷ Mão đừng hơi hợp đánh giá vấn đề qua quẹt bề ngoài của chúng, hãy cần thêm thời gian để tìm hiểu kỹ càng. Tuổi Tân Hợi việc gì cũng có lý do của nó, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc những vấn đề xung quanh khác. Tuổi quý Mão Nói chuyện gì cũng phải từ tổn, đừng áp đặt ý kiến của mình quá. Con số may mắn, số 54, số 27, màu sắc may mắn, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân, công việc Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Một vài vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ dễ khiến cho những chú rồng mất bình tĩnh và hành sự thiếu khôn ngoan. Tuy nhiên, may nhờ có quý nhân nâng đỡ nên mọi việc sau cùng lại được ổn định. Tình cảm Vận trình tình cảm kém sắc, ngũ hành, thủy thổ, tương xung khiến cho tình cảm giữa các cặp đôi phát sinh nhiều mâu thuẫn bất hòa. Dù tình yêu vẫn còn đỏ nhưng xem ra khó giữ được bền lâu son sắc. Tài chính Vận trình tài lộc đi xuống, tình hình tiền bạc gặp cản trở, thu nhập bất ổn, tiền bạc có về tay thuận lợi trong khi có nhiều khoản cần phải chi trả hơn trong ngày. Cẩn trọng, thiếu kéo lẻo trong việc quản lý chi tiêu nên dễ rơi vào tình cảnh túng thiếu. Tuổi, giáp thân, hãy hành động quyết liệt hơn rồi bạn sẽ tìm ra con đường cho mình. Tuổi, bính thân, hạn chế đưa ra lời khuyên khi bạn không biết đâu là phương hướng. Tuổi, mậu thân, làm một việc tập trung sẽ tốt hơn là lan man không biết đâu là chính tội canh thận, hạn chế chi tiêu phung phí để có tương lai vững chắc hơn tội nhầm thân, bạn lo xa quá và có thể gây phiền hà cho người thân của mình con số may mắn số 46 số 1 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi dần 6 tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng tốt đẹp công việc được tiến hành thuận lợi bù đắp cho những phương diện khác không được may mắn. Bản mệnh vừa thể hiện được năng lực lại vừa phát huy được thế mạnh của mình, nhờ đó mà vận trình sự nghiệp ngày càng rộng mở. Tình cảm, vận trình tình cảm gặp cản trở, người tuổi Tỵ nên quan tâm tới con đường tình duyên của mình, vì có điềm bảo đi xuống rõ nét do ảnh hưởng của ngày tương xung. Đó cũng có thể là do tính cách mơ mộng đứng núi này trong nỗi nọ của con giáp này. Tài chính, vận trình tài lộc hành thông, nguồn thu nhập tăng rõ rệt giúp bản mệnh cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại của mình và gia đình. Cẩn trọng, dày nóng nảy, hoài nghi và nhạy cảm nên chịu nhiều tổn thương. Tuổi ất tỵ, bạn có hành trình riêng không nên so sánh với bất cứ ai. Tuổi đinh tỵ, tương lai còn dài, bạn đừng quá bi quan. Tuổi kỷ tỵ, tránh ăn uống quá độ gây quá tải cho dạ dày của bạn. Tuổi tân tỵ, Hãy tránh xa những tác nhân gây hại, không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Tuổi quỷ tỵ tránh tân bốc vì không ai cũng thích điều này, hãy điều chỉnh lại bản thân. Con số may mắn, số 70, số 10, màu sắc may mắn, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc Vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng, còn giáp này có sự khôn khéo linh hoạt để hoàn thành đúng các kế hoạch đã đề ra trước đó mà không cần tốn nhiều công sức. bản mệnh nên tập trung thời gian này cho việc mở rộng các mối quan hệ đồng nghiệp đối tác. tình cảm vận trình tình cảm gặp trục trặc người độc thân mãi mê xây dựng sự nghiệp mà không để tâm tới chuyện tình yêu lửa đôi. một phần nữa là do bản mệnh chưa có đủ dũng cảm để thay đổi cuộc sống hiện tại của mình. tài chính vận trình tài lộc suôn sẻ Công việc thuận lợi, các hạng mục đầu tư gặp thời cơ tốt nên thu về nguồn lợi nhuận khủng. Cẩn trọng Ngũ hành tương xung khiến cho chuyện tình yêu đo lửa nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Tuổi giáp ngọ, đừng để danh và có thể chấp nhận những lời mời nào đó nên tập trung vào công việc của mình. Tuổi bính ngọ, hạn chế sử dụng mạng xã hội vì chúng gây ra một số điều không tốt. Tuổi mậu ngọ, nhận được sự quan tâm tận tình của người thương Tuổi canh ngọ, bạn không vui khi có người không quan tâm tới mình. Tuổi nhâm ngọ, sức khỏe đã được cải thiện rõ rệt, bạn cảm thấy hoạt bát hơn. Con số may mắn số 12, số 9, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc, Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra khá suôn sẻ hành thông, gặp tam hợp chiếu mệnh bảo hiệu có quý nhân nâng đỡ, con nhấp này có thể dễ dàng gặt hái được thành tựu vang dội. Bên cạnh đó, do may mắn được làm trong lĩnh vực phù hợp với năng lực nên con nhấp này hoàn toàn có thể phát huy bản lĩnh của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm không thuận, sự quyết đoán quá mức sẽ tạo ra cả tôi ngất ngưỡng, điều này dễ khiến cho nửa kia cảm thấy bị o ép, trong mỗi quan hệ tình cảm này. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ dẫn tới các cặp đôi khó tìm được tiếng nói chung. Tài chỉnh, vận trình tài lộc tăng tiến, người tuổi mùi khả nhạy bén với các cơ hội kiếm tiền, như vậy mà ít khi bỏ qua các dự án hợp tác tốt. Cẩn trọng, sự phai nhạt trong mối quan hệ tình cảm dễ khiến đôi lửa xa cách đổ vỡ. Tuổi ất mùi, bạn có cơ hội đạt được mục tiêu nhanh chóng, hãy tinh toán thận trọng hơn nhé. Tuổi đinh môi, bạn nổi bật với khả năng của mình, hãy tiếp tục phát huy. Tuổi kỹ môi, có tiền phải giữ tiền cẩn thận, đừng keo kiệt quá với bản thân. Tuổi tân môi, bạn cần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, hãy kiểm soát lại tình hình. Tuổi quỷ môi, hãy tránh va chạm quá mức, đọc lại thông tin cẩn thận. Con số may mắn số 17, số 33, màu sắc may mắn màu đen, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi. 9 tử vi hàng ngày của tuổi thân công việc vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra gian nan vất vả sự thiếu chuyên nghiệp và mất tập trung trong công việc dễ khiến cho các kế hoạch bị trì hoãn thêm nữa là cách làm việc tùy hưởng của người tuổi thân cũng là nguyên nhân chính ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung tình cảm vận trình tình cảm ảm đạm thân hại tương hại bảo hiệu có chuyện không vui xảy đến trong mối quan hệ tình yêu lứa đôi còn người độc thân hiện vẫn chưa thay đổi được tình trạng hiện tại vì đặt ra yêu cầu quá mức trong việc lựa chọn bạn đời. Tài chính Vận trình tài lộc diễn ra biến động, tài chính trở nên vấn đề đáng quan tâm trong ngày. Người tuổi thân nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hợp lý và khoa học hơn. Cẩn trọng, cảm xúc tiêu cực hay lo nghĩ khiến cho bản mệnh không hoàn toàn, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp của mình. Tuổi chấp thân, bạn thích được giúp đỡ mọi người và nhận được lời khen ngợi tuổi, bính thân, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, hãy tìm ra điểm mạnh của bản thân. Tuổi, màu thân, đừng để những ảo ảnh che mờ tâm trí của bạn. Tuổi, canh thân, bạn có thể đưa ra lời khuyên có ích cho người khác. Tuổi, nhâm thân, dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu, việc này giúp bạn có được sự nhanh nhẹn. Con số may mắn số 23, số 2, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 10 tử vi hàng ngày của tuổi giàu công việc. vận trình công việc của những chú gà trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Người làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bản sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Ngoài ra nhờ cỏ quý nhân nâng đỡ mà dù gặp trở ngại nào cũng dễ dàng vượt qua. Tình cảm vận trình tình cảm gặp nhiều sóng gió, ngũ hành bản mệnh sinh xuất nên chuyện tình yêu lửa đôi nảy sinh nhiều bất hòa mâu thuẫn. Bản mệnh vì bị cuốn theo những mối lo toan trong công việc mà dần tạo khoảng cách với nửa kia. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, tuổi giàu may mắn. Khi được thần tài chiếu mệnh, cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt, đặc biệt thuận lợi với những người hoạt động trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh. Cẩn trọng, sức khỏe gặp vấn đề gắt rõ do làm việc liên tục trong nhiều giờ. Không có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Tuổi ất dậu bạn cần phải thay đổi để tốt hơn để phát triển trong tương lai. Tuổi đinh dậu, bạn hoàn toàn thoải mái hơn ở những vùng an toàn của mình. Tuổi kỷ dậu, bạn phải cố gắng nhiều hơn nữa, bước đầu sẽ có những khó khăn. Tuổi tân dậu, đóng góp ý kiến cũng phải nhẹ nhàng thấu hiểu. Tuổi quý dậu, bạn có cuộc sống phóng khoáng, không phải ai cũng chấp nhận lối sống này. Con số may mắn số 11, số 9, màu sắc may mắn màu hồng, màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc Vận trình công việc của người tuổi tuất trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn, tiến độ công việc có xu hướng bị trì hoãn, còn giáp này dễ mắc sai lầm vì sự lơ là thiếu trách nhiệm. Cộng thêm không tìm được sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên khó khăn lại càng trồng chất khó khăn. Tình cảm Vận trình tình cảm không được vui vẻ, bởi vì người tuổi tuốt không cân bằng tốt cảm xúc của mình nên dễ phát sinh mâu thuẫn với người ấy. Khi cả hai đều là những người bưỡng bệnh, cố chấp nên khó có thể dung hòa với nhau. Tài chính, vận trình ta lọc xa xúc, điềm bảo có hung tinh đe dọa nên tình hình tiền bạc dễ bị hao tổn và thất thoát. Đó là kết quả của việc suy nghĩ thiếu kỹ lưỡng, chuyên nghiệp trong các quyết định quan trọng liên quan tới tài chính cẩn trọng dễ bị kẻ xấu lừa gạt kiểm chuyện để bò xấu danh dự uy tín tuổi giáp tuất có những lúc bạn mất phương hướng cho dù bản thân đang có đủ tài chính tuổi bính tuất tôn trọng năng lực cá nhân vì không ai giống ai cả tuổi mậu tuất bạn nên tận dụng tối đa việc hiểu về bản thân tuổi canh tức nên nghe lại nhạc mà mình thích nhờ đó mà giảm chết hàng ngày tội nhầm thuốc giữ tiền để không phải quá phụ thuộc vào bất cứ ai khác. Con sổ may mắn số 13, số 40, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối dễ dàng. Với người làm công ăn lương không phải lo lắng quá nhiều như khoảng thời gian trước, con đường công danh bỗng lộc cũng được mở rộng. Bản mệnh tìm được công việc yêu thích, luôn nỗ lực hết mình để đem về những thành tựu nổi bật hơn. Tình cảm Vẫn trên tình cảm hai hoa, dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp, cũng đón nhận nhiều tình vui liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày. Đừng vì thể mà chủ quan và hững hờ, thiếu quan tâm với người bên cạnh của mình. Tài chính, vận trình ta lọc do dào, nguồn thu nhập không đến nỗi dư dả dạ, nhưng bản mệnh vẫn có thể thoải mái trong việc chi tiêu và đáp ứng cho các nhu cầu cá nhân. Cẩn trọng, tâm trạng tiêu cực, bi quan dễ dẫn tới những hành động thiếu suy nghĩ. Tội, ất hại, hãy lên kế hoạch một cách chi tiết, tránh rập khuôn, đôi khi tự do một chút. Tội, đinh hại, mọi việc ổn thỏa khi bạn tập trung, không nên vừa nói vừa làm việc khác. Tội, kỹ hại, nên tận hưởng hạnh phúc ở ngay trước mắt của mình tội tân hại nhìn con cái trưởng thành bạn cũng thấy sung sướng Tuổi quý hại nghỉ ngơi nhiều sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi sức cô số may mắn số 15 số 88 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dân